Sau đây thì xin mời tất cả. Ban tổ chức một lần nữa xin được thông báo như sau. Hôm nay sẽ diễn ra thi đấu. Nhắc lại là chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức bóng đá sân mini. Và mỗi đội chúng ta thi đấu với 7 cầu thủ ở trên sân. Nhắc lại là chúng ta sẽ thi đấu theo thể thức bóng đá sân mini. Và mỗi đội chúng ta thi đấu với 7 cầu thủ ở trên sân. Cúi chào khán giả nhá. Chúng ta được chào khán giả sau đó theo dõi trận đấu giữa lớp 1G1 và lớp 1G3. Thi đấu áo màu cam. Trên sân thì lúc này đang được các phụ huynh ghi lại những bức hình đẹp nhất, đẹp nhất trong mùa giải bóng đá đi trên cung. Trọng tài đang bấm cuốn tăng cho. Cô lưu ý khi chúng ta muốn thay người thì cô về với bạn ban tổ chức, về với ban tổ chức. Ném lên nào. Các cầu thủ lớp 1G1 phản công. Phản công. Được rồi. Tình huống không hiểu gì. Đầu rất quyết liệt. Liên tục của cái tình huống. Một cú chuyền nên là họ con ơi, có thể nói nào.
là kính mời cô Thà Thị Mai Hương, hiệu trưởng nhà trường lên trao huy chương cho các con. Xin mời kính mời cô. Xin mời các con chúng tôi đang hoàn giáo hỗ trợ. Xin chào. Xin mời các bạn chúc mừng